Dạ, kính thưa các bác, hai chị em, các cháu, tôi rất cảm ơn chị Lan Hinh cũng như anh Hoàng Vũ Quân tạo điều kiện để tôi nói ngắn gọn. Dạ. Tôi đã nghe tất cả những mọi người phát biểu đó, thì tôi thấy cũng tất cả những người phát biểu đó cũng phải nói là cũng thể hiện được cái chân dung con người của Cụ An Nam. Bây giờ tôi chỉ thêm một số ý thế này. Tôi nghĩ rằng Cụ An Nam không những là người đã sáng tạo ra cái điệu hát là hát sông Thanh Hóa, và tôi thấy rằng là tôi muốn được nghe hát lắm đó, bởi vì tôi thấy là cái đó nó đã ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm tư đến nhiều người. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng là cái dòng thơ yêu nước của cụ đó mà rất nhiều tổ chức đã khai thác, ngay cả cái huấn luyện ở cái trường Hoàng Phố đó, thì có người đã nói rằng là đã phổ biến cái thơ của cụ. Không phải là trong dân gian như tôi vừa nói là hát thơ cái kiểu anh khóa đó, mà thơ của cụ, dòng thơ của yêu nước của cụ đã được tập huấn ở trong những cái tổ chức yêu nước. Thì tôi thấy những cái đó mà rất là toàn lớn. Hôm nay đây có mặt của cô Đàm Lê Đức cũng như là ban giám hiệu là trường đó, thì tôi muốn nói một điều thế này. Thơ của cụ đó là có thể hát được bao nhiêu lần điệu dân ca ca cổ. Mà ngày hiện nay đó, thì tôi thấy rằng là giới trẻ đã đắp thì ít quan tâm đến những cái điệu hát dân ca ca cổ đó. Mà tôi nghĩ cái điều mà dân ca ca cổ mà hát thơ đó đó sẽ giữ cái hồn Việt ở trong giới trẻ. Mà ngày nay đó thì tôi thấy cái nguy cơ mất hồn Việt đó là rất lớn. Tôi đã viết rất nhiều bài ở báo Thanh Niên đấy, vấn đề mục giữ hồn dân tộc. Vừa rồi Trung tâm Văn hóa thành phố có yêu cầu tôi là chủ nhiệm cái câu lạc bộ âm nhạc dân tộc Hương Sắc Ba Miền, thì tôi có yêu cầu thế này: nếu đồng ý, mục tiêu là đem âm nhạc dân tộc vào trường học thì tôi mới nhận. Có mặt ở đây tôi xin yêu cầu là cô Đàm Lê Đức và các ban giám hiệu hoặc là tất cả mọi người có quen những cái trường học ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ đem nghệ sĩ hát thơ yêu nước, trong đó có thơ yêu nước của An Nam và yêu nước hay là tất cả những cái gì mà vừa rồi phải nói là cái truyền thống gia đình đó, và cái gia đình của chúng ta đó là hiện nay rất cần để mà giáo dục các em. Không biết là cô Đàm Lê Đức có chịu hay không, tôi sẵn sàng dẫn đến. Và quan trọng nữa là hình thành các trường những câu lạc bộ dân ca và hát có thể là ba miền nhưng phải là chỉ một miền, và cho đó nó giữ hồn dân tộc. Tôi vẫn có một cái suy nghĩ thế này là hiện nay đó là nguy cơ mất nước rất rõ. Không phải như cái thời của An Nam là kẻ xâm lược thế nào thế kia, nhưng bây giờ đó nguy cơ là thế này. Hiện nay người dân của mình đó thì sẵn sàng mua bán ngay những cái hàng độc, kể cả thực phẩm độc, để cho mình ăn và mình chết. Người ta mua bán rất nhiều, trong đó những ngay cả những công ty đó, mà tôi biết rằng công ty rất lớn mà cũng muốn mua bán để họ lũng đoạn. Và nếu mà chúng ta không quan tâm đến vấn đề này đó, thì đến một lúc nào đó chắc chắn chúng ta mất nước với hình thức khác. Và ý đồ của như anh nói là Trung Quốc là muốn biến Việt Nam thành phục quốc,
mà một nhà nghiên cứu như Vương Hàn Lĩnh đó, tôi đã từng gặp và tham gia trong những cái hội thảo về Biển Đông, thì anh đã từng phát biểu công khai trên tuần báo Việt Nam mà cuối cùng phải gỡ xuống nữa. Là anh nói là trước 1885, Việt Nam là thuộc quốc của Trung Quốc. Thế nào là thuộc quốc? Nếu mà cầu phong hay là lột cống, nhưng mà Việt Nam luôn luôn xưng là Đại Hoàng Đế, từ Đinh Tiên Hoàng cho đến Bảo Đại. Và nước chúng ta nhỏ, từ Đèo Ngang vẫn xưng là Đại Cổ Việt, Đại Việt. Và tôi nghĩ những cái bài thơ mà quý vị vừa đọc đó, trong vấn đề những cái bài thơ mà cô bán nước ấy, theo tôi người Việt Nam phải thức tỉnh. Có nhiều hình thức bán nước, và hiện nay cái bán nước nguy cơ rất lớn. Nếu những người chúng ta làm văn học như ngày hôm nay mà không quan tâm, thì sau này phải nói rằng là hậu thế phê phán chúng ta đã a đồng vấn đề bán nước. Xin hết. Anh Nhã ơi, chị Lan Ninh muốn nói với anh một câu ạ. Tôi cảm ơn anh Nhã, và tôi phải xin lỗi. Đang nghe những cái lời này là tôi phải mời anh nói từ sớm rồi. Chúng ta đã đồng hành làm những cái việc này theo di cảo của cha tôi. Ngồi nói chuyện này với giảng viên. Người hào hiệp là tâm huyết của người hào hiệp, là của chung trong thế giới. Tiền tài của người hào hiệp cũng là của chung trong thế giới, cũng như câu văn hay và câu hát của nghệ sĩ cũng là của chung trong thế giới. Vậy thì chúng ta không thể giữ làm của riêng được, nên truyền lại cho đời sau. Thì chúng tôi cũng như anh Nguyễn Nhã vừa nói, đã đem hết tất cả những cái mà mình có để cố gắng duy trì bảo tồn lấy văn hóa của dân tộc. Đúng như các anh Nguyễn Nhã vừa nói, nước ngoài thôn tính nước ta không phải bằng vũ lực mà là văn hóa. Nếu chúng ta để văn hóa của chúng ta bước vào cái văn minh đồi trụy thì sẽ hỏng và sẽ mất. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn không khí của các quý vị và anh Nhã. Cảm ơn anh. Em rất là cảm ơn anh Nhã. Chị Nhã, hôm nay chị ghi nhận là anh Nhã cực kỳ thông minh và biến chuyển rất là nhanh. Anh ạ, chị quá hạnh phúc khi lấy được một cái người chồng mới góp ý là đã thay đổi. Cái đó là tuyệt vời đấy. Dạ. Chứ còn em sợ anh nói lúc anh đưa tất cả ra biển đảo ấy. Cái gì từ đất liền ra biển đảo như lần này thì ở đất liền. Dạ. Rất là cảm ơn anh. Hỡi cô bán nước kia ơi, dừng chân đứng lại cho tôi nhủ cùng, rời hè của bao con
được bao nhiêu. Trường xa, vẫn xa trên khắp quê hương, hát bài quan xa, vẫn xa ta miền đất nước. Tổ quốc thiêng liêng, đảo Trường Sa khúc ruột nối liền. Tổ quốc thiêng liêng, đảo Hoàng Sa bóc bờ biên giới. Ngàn trùng trôi, âm vang muôn đời sóng cổ. Xa khi ban đầu, muôn đời đất mẹ yêu thương. Anh bộ đội khỏe, bom tàu dưới cao nòng pháo. Quân dân tự hào, giữ gìn thế giới người ta. Hát bài Trường Sa, vang xa trên khắp quê hương. Hát bài Hoàng Sa, vang xa ở miền đất nước. Tổ quốc thiêng liêng, đảo Trường Sa không ngược đôi liền. Tổ quốc thiêng liêng, đảo Trường Sa bóc bờ biên giới. Ngàn trùng khơi, âm vang vang đời sông cổ. Xa khi ban đầu, muôn đời đất mẹ yêu thương. Anh bộ đội khỏe quân dân tự hào, tư tưởng thế giới Việt Nam. Anh bộ đội quê, con tàu dưới cao nóng cao. Quân dân tự hào, giữ gìn non nước Việt Nam. Tức là thực ra cái số phận nó đặt nhầm anh là cái chuyện này. Chẳng nhẽ anh phải làm tuyên giáo mới đúng anh ạ? À, bây giờ là có chú Vũ Hạnh muốn nói một chút. Và ta thấy rằng là những ý kiến của chú Hạnh đều rất hay. Tôi rất là kính trọng chú. Cháu mời chú Hạnh. Anh Minh cứ nói. Và trước khi mà anh Vũ Hạnh nói thì Nhật Minh nói là sở dĩ mình viết cái bài này là cũng nhờ được sự gợi ý của anh Vũ Hạnh và họa sĩ Ca Từ Châu. Anh cứ nói cái gì viết nhạc đúng mà cái đảo Trường Sa còn xa rồi mà không có cái bài này. Thế từ đó đúng vậy tôi suy nghĩ và bây giờ có cái bài biết trời biết thiên.